Our modern transport is destroying the planet. The climate is changing. Today, the transport industry accounts for up to 70%, according to World Health Organization, of the total amount of harmful emissions into the atmosphere, which lead to water and air pollution. If greenhouse gases heat the atmosphere by 1.5 degrees Celsius. From the report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, published in 2018 every year, and then in 12-year time, we will face a climate crisis, inundation of coastlines, large-scale droughts, and forest fires. Up to 30% greenhouse gases in the U.S. and Europe are from the report of European Parliament produced by cars. 4,600 kilograms carbon dioxide is emitted by one car per year, according to U.S. Environmental Protection Agency. Nature is disappearing. The construction of roads changes the river beds, runs through forests that produce oxygen, and destroys billions of hectares of fertile land under the asphalt, which can be used for food cultivation. 200,000 square kilometers of the land is under the asphalt. Calculated based on the data, International Road Federation, the total length of roads is 64,285,009 kilometers. 2013, the average width of roads in the world is 6 meters. Animals die. Roads are a major source of mortality for populations of deer, foxes, turtles, and many other wild animals. Millions of animals die under the wheels of cars every year, and when the road crosses an animal's habitat, the chances of road death increase by many times. 1 million animals die every day in such countries as the United States, according to the report of the United States Society for the Protection of Animals. On 60%, there will have been more roads in the world by 2050. From the report by an international group of researchers published in the electronic version of The Guardian, by 2.5 times the number of wild animals has decreased in the last 50 years, according to the World Wildlife Fund. The whole world is looking for a solution. Electric motors are being developed. Exhaust filters are being introduced. The fuel quality standards are being set. And the greenery spaces are being created. A skyway creates the best solution. The above ground electric vehicle on high strength string rails. The project has become a member of the United Nations Environmental Program. Up to 100 years, the track structure may not need to be overhauled. 11 fundamentally new transport models were designed by Skyway. Three types of sensors ensure that the Skyway autopilot works. Runs on clean energy. The engine of the stream transport uses electricity and does not create harmful emissions into the atmosphere. It is three times more efficient than an internal combustion engine and is charged with environmentally friendly energy, wind, sun, geothermal energy. Up to 15 times less electricity is consumed by the stream transport than by the car. Saves nature on the earth. The Skyway transport takes up
minimal space on the route. A kilometer of the string track requires less than 100 square meters of land, which is a forest path width. It is 140 times less than a four-lane highway. The construction of the string tracks will not change the natural landscape and will preserve forests that produce oxygen. Millions of hectares of fertile land under the string tracks can be used for agriculture. 100 square meters, 1 kilometer of the string track on the route takes up. Keeps the animal world safe. The string tracks are from 4 to 15 meters above the route. This eliminates any collisions of vehicles with animals and reduces their mortality rate by several times. The area around the string tracks remains untouched. There are preserved reservoirs and animal habitats. Up to 15 meters above the route, that could be the string track. How does Skyway work? The rail. For strength, the Skyway rails are a decently reinforced with tensioned strings, bundles of stretched steel cables. The smoothness of traffic on this rail is up to 120 times higher than that of car tires on the road. This reduces fuel consumption and allows vehicles to move faster and safer. Where is Skyway built? The Eco Technopark. The 36-hectare Skyway String Transport Testing Center in Belarus. Five track types have been built. A-type of transport have been tested. 6,000 visitors have become passengers. The Skyway test center in the Emirate of Sharjah. In October 2019, there was started the first test session of the Skyway test center in the Emirate of Sharjah. The total area of the center is 28 hectares. The string technologies test will be carried on. It tested in the conditions of the Middle East. The project of the Skyway track in Dubai. In April 2019, the Emir of Dubai approved of a package of projects proposed by the Ministry of Transport of the country. The projects included the Skyway 15-kilometer urban transport system with 21 stations on the route. The Skyway is developing due to crowdfunding. Crowdfunding allows everyone to invest in the Skyway transport and get a stake in the international environmental project. Hundreds of thousands of investors include teachers, business people, and students. 2014 is the year when crowdfunding was started. $50 minimum investment amount. 200 countries of the world. The investment in Skyway 1 gives the right to receive dividends from all successfully implemented Skyway projects. 2, I can save tens of millions of animals from death on the roads. 3, I can reserve hundreds of square kilometers of forests, fields, and reservoirs around the world intact. Skyway financing is coming to an end. In 2014, the Skyway's management developed a 15-step development plan for the project from start to reaching self-sufficiency and profit. Today, you can invest in Skyway and become a co-owner of all the technology. That means you can get dividends from every successful commercial project of the string transport. Today is the 14th stage of financing. After the 15th
stage, it will only be possible to invest in individual Skyway targeted projects. The Skyway project is the safe future of the planet. Investing in Skyway is an option to bring it closer. Vận tải hiện nay đang hủy hoại hành tinh, khí hậu bị biến đổi. Hiện nay, ngành vận tải chiếm tới 70% theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới. Tổng lượng phát thải độc hại vào khí quyển, chúng dẫn tới việc ô nhiễm nước và không khí. Nếu các khí nhà kính làm nóng khí quyển lên 1,5 độ C, từ báo cáo Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu IPCC công bố năm 2018, mỗi năm thì chỉ 12 năm nữa, chúng ta sẽ đối mặt với khủng hoảng khí hậu, các vùng đất ven biển bị ngập, khô hạn và cháy rừng quy mô lớn. Tới 30% khí nhà kính tại Mỹ và châu Âu. Từ báo cáo của Nghị viện châu Âu, được tạo ra từ ô tô, 4.600 khí carbonic được thải ra từ một chiếc ô tô trong một năm. Theo số liệu của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ, thiên nhiên biến mất. Việc xây dựng đường xá làm thay đổi lòng sông đi qua khu vực rừng nơi đang sản sinh oxy và hủy hoại hàng triệu hecta đất đai màu mỡ bị lèn dưới lớp nhựa đường. Lớp đất đai ấy đã có thể dùng để đem lại lương thực. 200.000 km vuông đất bị vùi dưới lớp nhựa đường. Được tính trên cơ sở số liệu của Hiệp hội Đường bộ Quốc tế, tổng chiều dài các tuyến đường đạt 32,9 tỷ mét về rộng trung bình của các tuyến đường trên thế giới, 6 mét. Tổng diện tích các tuyến đường 200 tỷ mét vuông hay 200.000 km vuông. Các động vật bị giết chết. Những con đường nhân tạo, nguồn gốc chính giết chết các quần thể hươu, cáo, rùa và nhiều loài động vật hoang dã khác. Hàng triệu động vật mỗi năm bị chết dưới bánh xe ô tô. Còn khi tuyến đường cắt qua môi trường sống của động vật, rủi ro tử vong trên đường của chúng tăng lên nhiều lần. 1 triệu động vật bị chết mỗi ngày tại những nước như Mỹ. Theo số liệu báo cáo của Hiệp hội Bảo vệ Động vật Mỹ, tới 60% chiều dài các tuyến đường trên thế giới sẽ tăng lên từ nay tới năm 2050. Từ báo cáo của nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế công bố trên bản điện tử của tờ báo The Guardian, tới 2,5 lần số lượng động vật hoang dã bị giảm đi trong 50 năm trở lại đây. Theo số liệu của Quỹ Bảo vệ Động vật Hoang dã Quốc tế, toàn thế giới đang tìm kiếm giải pháp. Đang phát triển các động cơ điện, đang ứng dụng các bộ lọc khí thải, thiết lập các tiêu chuẩn chất lượng nhiên liệu, lập ra các thảm xanh. Giải pháp tốt nhất được tạo ra bởi Skyway, xe điện trên cao đi trên các ray đường dây độ bền cao. Dự án đã là thành viên của chương trình Liên Hợp Quốc trong lĩnh vực môi trường. Tới 100 năm cấu trúc dẫn đường có thể tránh phải tu sửa lớn. 11 các mô đun vận tải hoàn toàn mới được phát triển bởi Skyway, 3 loại cảm biến đảm bảo hoạt động của hệ thống Skyway không người lái. Hoạt động bằng năng lượng sạch, động cơ vận tải đường dây sử dụng điện năng và không phát thải độc hại vào khí quyển, nó hiệu quả hơn 3 lần so với động cơ đốt trong và được sạc bằng các nguồn năng lượng sạch, năng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng địa nhiệt. Tới 15 lần ít hơn về điện năng tiêu thụ giữa vận tải đường dây so với ô tô. Bảo tồn thiên nhiên trên trái đất. Vận tải Skyway chiếm ít chỗ trên mặt đất. Để xây dựng 1 km tuyến đường theo công nghệ đường dây, cần lấy đi chưa tới 100 mét vuông đất, diện tích của một con đường mòn trong rừng. Số này thấp hơn 140 lần so với diện tích của đường ô tô 4 làn. Việc xây dựng các tuyến đường theo công nghệ đường dây sẽ không làm thay đổi cảnh quan tự nhiên và bảo tồn được rừng, nơi sản sinh oxy. Hàng triệu hecta đất đai màu mỡ dưới các tuyến đường dây có thể được dùng cho nông nghiệp. 100 mét vuông đất cần thiết để xây dựng 1 km tuyến đường theo công nghệ đường dây.
gìn giữ thế giới động vật. Các tuyến đường theo công nghệ đường dây đi ở độ cao từ 4 đến tới 15 mét so với mặt đất. Điều đó cho phép loại trừ bất kỳ sự va chạm nào của vận tải với động vật và giảm số tử vong của chúng đi nhiều lần. Khu vực xung quanh các tuyến đường dây không bị chạm tới, lưu giữ được các thủy vực và nơi cư trú của động vật. Tới 15 mét là chiều cao trên mặt đất có thể đặt tuyến đường theo công nghệ đường dây. Skyway được kết cấu thế nào? Ray. Để tạo nên sự bền vững, ray Skyway được đặt cốt bổ sung bằng các đường dây được kéo căng. Đó là các bó cáp thép được kéo căng. Sự êm ái khi phương tiện di chuyển trên đường ray như thế cao gấp 120 lần so với lốp ô tô đi trên đường. Điều này làm giảm hao phí nhiên liệu và cho phép phương tiện đi nhanh và an toàn hơn. Skyway đã được xây tại đâu? Ecotechnopark, trung tâm thử nghiệm vận tải đường dây Skyway trên diện tích 36 hectare tại Belarus. 5 loại tuyến đường được xây dựng, 8 loại vận tải được thử nghiệm, 6.000 khách tham quan đã trở thành những hành khách đi thử. Trung tâm thử nghiệm Skyway tại tiểu vương quốc Sharjah. Vào tháng 10 năm 2019, khu thử nghiệm đầu tiên của trung tâm thử nghiệm Skyway tại tiểu vương quốc Sharjah đã được khánh thành, tổng diện tích trung tâm rộng 28 hectare. Tại đó đã tiến hành các thử nghiệm công nghệ đường dây trong các điều kiện của khu vực Trung Đông. Dự án tuyến đường Skyway tại Dubai. Vào tháng 4 năm 2019, tiểu vương Dubai đã phê chuẩn gói các dự án được đề xuất bởi Bộ Giao thông Quốc gia. Trong số các dự án ấy đã có hệ thống vận tải đô thị Skyway với tổng chiều dài 15 km và 21 trạm dừng trên toàn tuyến. Skyway đang được phát triển nhờ crowdfunding, cho phép mỗi người đầu tư vào vận tải Skyway và nhận được cổ phần trong một dự án môi trường quốc tế. Trong số hàng trăm ngàn nhà đầu tư có các giáo viên, doanh nhân và sinh viên. 2014, năm bắt đầu hoạt động crowdfunding, $50 số tiền đầu tư tối thiểu, 200 nước trên thế giới. Đầu tư vào Skyway. 1. Đem tới quyền nhận cổ tức từ mọi dự án Skyway được thực hiện thành công. 2. Có thể cứu sống hàng chục triệu động vật khỏi tác động từ những tuyến đường. 3. Có thể bảo vệ hàng trăm km vuông diện tích rừng, đồng cỏ và thủy vực trên toàn thế giới. Việc cấp vốn cho Skyway đang tiến gần tới điểm kết thúc. Năm 2014, lãnh đạo Skyway đã xây dựng kế hoạch phát triển dự án gồm 15 giai đoạn, từ điểm khởi đầu tới khi tiến ra tự hoàn vốn và thu lợi nhuận. Hiện nay, các bạn có thể đầu tư vào Skyway và trở thành đồng sở hữu toàn bộ công nghệ. Điều đó nghĩa là các bạn sẽ có thể nhận được cổ tức từ mỗi dự án thương mại của vận tải đường dây được thực hiện thành công. Giai đoạn 14. Hiện nay đang diễn ra giai đoạn cấp vốn thứ 14. Sau giai đoạn 15, việc đầu tư sẽ chỉ được thực hiện vào các dự án cụ thể riêng biệt của Skyway. Dự án Skyway đó là tương lai an toàn cho hành tinh. Đầu tư vào Skyway, cơ hội tiến gần tới đó.